với cái mục tiêu ngày hôm nay á, mình đến đây là đó là học hỏi những tư duy, những kiến thức và những trải nghiệm của những người đi trước, xem rằng những cái niềm tin và cái giá trị mình đang theo đuổi nó như thế nào, và để cho mình thêm một cái niềm tin và theo đuổi cái ước mơ và khát vọng của mình. Những cuốn sách đổi đời được trao tặng đã khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, giúp cho sinh viên tự tin, mạnh dạn dám đương đầu với những khó khăn thách thức, và từ đó cũng đánh giá tự xác định được cái năng lực bản thân mình. Tôi thấy rằng là cái chương trình đã được lan tỏa đến tất cả các thế hệ thanh niên Việt Nam, truyền được những cái cảm hứng, khơi nguồn những cái sáng tạo của tất cả các bạn trẻ. Và đây là một cái chương trình thật sự ý nghĩa khi kết nối được tất cả các nguồn lực của xã hội. Trông thấy những cuốn sách trong tủ sách đổi đời của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Tập đoàn Trung Nguyên là những cuốn sách rất phù hợp và quan trọng đối với thế hệ sinh viên của Việt Nam. Và qua những cuốn sách này thì các bạn sinh viên có thể nuôi những khát vọng lớn và định hướng cho mình những bước đi trong tương lai để có thể đạt được thành công. Những cuốn sách quý mà Trung Nguyên Legend mang đến cho các bạn, nó là một yếu tố quan trọng để giúp các bạn thành công, không chỉ là cho chính bản thân của các bạn mà còn cho thành công của đất nước.